Okay. Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Hiệu Kỳ, năm nay mình 9 tuổi. Mình học trường Vạn Lễ 1, lớp 32. Mình rất thích học môn tiếng Anh là bởi vì mình nhớ có lần mình được tận 500 điểm, 600 điểm. Mình được mẹ thưởng rất nhiều bánh kẹo và đồ ăn ngon. Trong nhiều lần mẹ nấu ăn, mình vẫn có thích món cá chiên là bởi vì lúc đó mình cùng ăn với gia đình không có gì ngon bằng bữa cơm gia đình. Sở thích của mình cũng đơn giản để thôi. Sở thích của mình là đấu cờ vua. Môn này nhìn bề ngoài giống như hai người đang ngồi đấu cờ vua quay lại, nhưng bên trong là hai bộ não đang đấu cờ rất mãnh liệt. Tính tình của mình rất tốt bụng, cũng hay giúp đỡ các bạn yếu. Ước mơ của mình là trở thành một kỳ thủ cờ vua quốc tế. Dạ hết rồi. Yeah.